ngành cà phê tuân thủ quy định mới của EU. Trồng rau trong chậu làm kiểng, cách làm mới của nông dân Sa Đéc. Ngư dân Khánh Hòa trúng mùa cá nục. Khởi tố 10 người cá độ bóng đá hàng tỷ đồng. Câu chuyện độc đáo hôm nay, độc đáo bộ sưu tập 40 giống lúa mùa của lão nông miền Tây. Kính chào quý khán giả của Góc Nhìn Trưa Nay. Vừa rồi là những thông tin chính mà chúng tôi gửi đến quý vị trong buổi trưa ngày hôm nay, thứ Bảy ngày 20 tháng 5 năm 2023. Bản tin của chúng tôi liên tục cập nhật và gửi đến quý vị những thông tin đáng chú ý nhất xảy ra trên cả nước. Và tôi là Kim Hưng của chương trình Góc Nhìn Trưa Nay. Cách Sài Gòn hay về di chuyển sắp xuất hiện Wellness Resort hàng đầu Việt Nam tại Hồ Tràm, nơi hệ thống tiện ích Wellness được nâng lên một tầm cao mới, đón đầu xu hướng Wellness Investment đầu tư 20% chỉ 600 triệu đến khi nhận nhà. Best Western Premier Tram Resort Hồ Tràm, về với ngôi nhà Wellness của riêng mình. Quý vị, một trong những thách thức chính mà chuyên gia đề cập đến là mới đây các nước Liên minh châu Âu EU đã ban hành luật chống phá rừng, quy định sản phẩm nông nghiệp xuất khẩu vào châu Âu bắt buộc không được trồng trên đất phá rừng hoặc làm suy thoái rừng, trong đó có cà phê. Liệu các doanh nghiệp xuất khẩu cà phê của nước ta hiện nay có đáp ứng được những yêu cầu mới từ thị trường này? Phóng sự được thực hiện tại tỉnh Đắk Lắk. Khâu thu mua nguyên liệu của doanh nghiệp có sự liên kết và có cam kết của nông dân, hợp tác xã. Chỉ những vùng nào được cơ quan chức năng cấp quyền sử dụng đất hợp pháp mới được canh tác cà phê. Do vậy, luật mới của EU là điều kiện thuận lợi giúp tăng lợi thế cạnh tranh cho cà phê Việt Nam khi xuất khẩu vào thị trường này. Trên thị trường thế giới thì việc cà phê ngon thôi chưa đủ, mà chúng ta cũng cần tiếp tục những cái chính sách mà chúng ta đang thực hiện một cách đúng đắn. Ví dụ như là đẩy cao cái việc mà thúc đẩy cà phê bảo vệ môi trường, ngăn chặn nạn phá rừng và đặc biệt là phải trồng lại cây xanh, cây che bóng để mà tăng lên cái lượng cây xanh để đảm bảo là chúng ta ứng phó tốt với biến đổi khí hậu. Việt Nam hiện có khoảng 710.000 hecta cà phê cho sản lượng hơn 1,8 triệu tấn một năm. Theo các chuyên gia, luật chống phá rừng của Liên minh châu Âu không đáng ngại với cà phê Việt Nam bởi cây cà phê đã được trồng từ rất lâu và thời gian gần đây nông dân không mở rộng diện tích, chỉ tái canh trên diện tích sẵn có. Chúng ta hiện nay là một cái cường quốc về robusta thì Brazil trong thời gian ngắn đã vượt lên 1,3 triệu tấn. Nhưng các sản phẩm mà phát triển robusta của Brazil hoặc các quốc gia khác thì nó gần với cái thời điểm phá rừng. Thì Việt Nam thì may mắn thay, từ cấp độ chính phủ Việt Nam cũng như Bộ Nông nghiệp, chúng ta đã đóng cửa rừng trên về mặt luật pháp từ 2017. Thì điều đó có nghĩa là các cái sản phẩm cà phê có nguồn gốc từ Việt Nam nó sẽ rất là thuận lợi khi vào châu Âu. Người tiêu dùng châu Âu ngày càng quan tâm đến các sản phẩm xanh, bảo vệ môi trường. Đạo luật mới của EU có thể là đòn bẩy để ngành cà phê Việt Nam ngày càng chú trọng nâng cao chất lượng sản phẩm, đi đôi với bảo vệ rừng và đa dạng sinh học. Thưa quý vị, với hơn 2.000 loại hoa kiểng khác nhau, làng hoa Sa Đéc như một bức tranh thiên nhiên đa màu sắc khiến nhiều du khách thích thú khi đặt chân đến đây. Đặc biệt, với sự sáng tạo không ngừng của mình, nông dân làng hoa Sa Đéc đã không ngừng tạo ra những mới lạ và hứng thú với du khách lẫn người yêu cây kiểng. Trong số đó phải kể đến việc đưa các loại rau lên chậu để phục vụ khách hàng. Anh Trần Phước Giàu chính là một trong số những nông dân tiên phong có cách làm sáng tạo, trồng rau xanh trong chậu làm kiểng để bán. Anh Giàu cho biết, với ưu điểm là cây ngắn ngày nên các chậu rau được anh trồng và bán quanh năm. Hiện mỗi tháng, anh Giàu cung ứng cho thị trường hàng trăm chậu rau khác nhau với giá bán dao động từ 10.000 đến 20.000 đồng một chậu, tùy vào chủng loại và kích thước chậu. Cũng như rau á, thì nó trồng nó ngắn ngày nhưng mà cực cái nó dễ bị bệnh. Bệnh như nó kén phân, phân mình ghim á, nó kén hơn cái mấy loại kia, phải xả phân rồi làm cho kỹ mới được. Còn mấy là ghim vô nó hư. Sử dụng các phân thuốc á, cũng như dạng sinh học nó chắc cũng như là mà nó ngắn ngày á, với phân với thuốc sâu đồ á, mình cũng phải sử dụng ít lại để cho bà con tiêu thụ. Thì nói chung là người ta ở thành phố người ta không có đất thì người ta mua mấy cái chậu nhỏ nhỏ, người ta về người ta trồng vào chậu người ta ăn thì nó tiện, nó không có chiếm diện tích, người ta trồng ở trên sân thượng cũng được. Rau xanh là thực phẩm rất tốt cho sức khỏe, là nhu cầu không thể thiếu của nhiều gia đình, đặc biệt là những chậu rau xanh được trồng tại nhà thì sẽ đáp ứng tốt hơn về sự tiện lợi và tính an toàn. Cũng vì lẽ đó mà các sản phẩm rau xanh trồng chậu đã được nhiều người mua đón nhận.
Thưa quý vị, những ngày này, tranh thủ những tháng biển lặng, các tàu thuyền đánh bắt biển khơi của ngư dân Khánh Hòa sau chuyến đi dài ngày đã trở về cập cảng Vĩnh Lương, thành phố Nha Trang với sản lượng đầy ấp cá nục. Phấn khởi cho ngư dân hơn nữa là giá bán tăng lên chút ít. Hiện giá bán cho các tiểu thương, bạn hàng chợ ngay tại cảng từ 17.000 đồng đến hơn 20.000 đồng một ký tùy theo loại. Trong đó cá nục xuân có giá cao nhất, còn lại cá nục gai, cá nục đuôi đỏ, cá nục Mỹ có giá dưới 20.000 đồng một ký. Với giá bán như trên, ngư dân cũng kiếm được thu nhập không ít, bù vào những tháng mất mùa không đánh bắt được do thời tiết cực đoan. Cá nục rất dễ tiêu thụ ngoài thị trường vì ngoài làm cá hấp còn được các cơ sở mua về để làm nước mắm. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 10 người về tội đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá với số tiền lên đến hàng tỷ đồng. 10 người này gồm Nguyễn Thị Tuyết, 42 tuổi, Trương Thị Thỏa, 32 tuổi, Đào Anh Khánh, 25 tuổi, Đỗ Trọng Thắng, 41 tuổi, Nguyễn Hữu Phi, 47 tuổi, Khúc Xuân Thanh, 35 tuổi, Chu Tuấn Thành, 31 tuổi, Hoàng Quốc Việt, 28 tuổi, đều trú tại phường Nhân Hòa, thị xã Mỹ Hào, Lê Thị Thùy Dung, 37 tuổi và Ngọ Quang Lực, 42 tuổi, cùng trú phường Bần Yên Nhân, thị xã Mỹ Hào. Trong đó, Tuyết là người đã kéo trang bóng về cho những người còn lại chơi cá cược hoặc chia thành các trang bóng nhỏ cho nhiều người chơi để nhận hoa hồng. Nhóm này thường xuyên thay đổi địa điểm hoạt động và sử dụng nhiều hình thức liên lạc nhằm trốn tránh sự phát hiện của công an. Tiền cá cược thắng thua được thanh toán bằng hình thức chuyển khoản với số tiền hàng tỷ đồng. Vừa qua, Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã mở phiên tòa xét xử Jeon In-jeong, 38 tuổi, quốc tịch Hàn Quốc, về tội giết người, cướp tài sản. Jeon In-jeong được cho là đã phân xác bạn đồng hương vì mâu thuẫn tiền bạc. Tòa tuyên phạt Jeon In-jeong tử hình về tội giết người, 8 năm tù về tội cướp tài sản, tổng hợp hình phạt chung là tử hình. Theo cáo trạng, năm 2010, Jeon In-jeong cùng gia đình nhập cảnh vào Việt Nam và thành lập công ty hoạt động quảng cáo tại phường Tân Hưng, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh. Tháng 3 năm 2019, Jeon In-jeong quen biết anh Han Jong-duk, quốc tịch Hàn Quốc. Tháng 4 năm 2020, Jeon In-jeong cùng anh Han Jong-duk góp vốn mỗi người 1,8 tỷ đồng nhưng hoạt động kinh doanh không thành công. Jeon In-jeong bị ức chế và áp lực tâm lý do kinh doanh thua lỗ và bị em vợ, bạn bè đòi lại 2,7 tỷ đồng nên nảy sinh ý định bắt giữ Han Jong-duk để gây áp lực đòi tiền. Sau đó, Jeon In-jeong ra tay sát hại, cắt rời thi thể Han Jong-duk bỏ vào vali giấu ở nhiều nơi trong công ty. Người thân và gia đình đã chôn cất anh Phạm Văn Hy, 36 tuổi, tổ dân phố Đá Bàn, thị trấn Ba Tơ, đã bị chết ngạt do trong lúc đốt rẫy keo. Trước đó, anh Phạm Văn Hy cùng vợ là Phạm Thị Tấy, 35 tuổi, đi dọn thực bì, sau đó đốt rẫy chuẩn bị đất trồng vụ keo mới. Trong lúc đốt rẫy keo thì bất ngờ gặp luồng gió lớn, kết hợp với thời tiết nắng nóng, ngọn lửa bùng lên dữ dội và cháy sang rẫy keo bên cạnh. Do khói bao phủ mù mịt khiến anh Hy kiệt sức, ngạt khói ngất tại chỗ, sau đó dù đã được đưa đi cấp cứu nhưng do ngạt khói quá nặng nên anh Hy đã tử vong. Gia đình anh Hy thuộc diện hộ nghèo, có cuộc sống rất khó khăn. Thời gian này thời tiết tại miền Trung rất nóng, nhiệt độ luôn ở mức rất cao, chính quyền tỉnh Quảng Ngãi liên tục thông tin khuyến cáo người dân cẩn trọng phòng cháy. Thưa quý vị, tâm đắc câu, chỉ có hiểu quá khứ mới vững bước trong tương lai, nên ông Lê Quốc Việt, Tư Việt ở thị trấn Minh Lương, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang đang ráng sức cấy trồng cho các giống lúa mùa từng cho người dân bao đời chén cơm ngon, nhưng nay dường như đã hết thời. Ngay bây giờ, chúng ta cùng tìm hiểu về câu chuyện này quý vị nhé. Lọt thỏm giữa không gian của thị trấn Minh Lương, huyện Châu Thành, mảnh đất rộng 25.000 m² của ông Tư Việt được bố trí lạ đời và khoa học. Trong khoảng đất ấy, và đặc biệt là khoảng đất sau hè, ông Tư Việt phân ra những ô vuông rồi gieo trồng đủ loại giống lúa mùa khác nhau để nhằm gìn giữ đời sống văn hóa lúa mùa trên vùng đất biển Kiên Giang. Năm 17 tuổi là tất cả những gì người nông dân làm được là tôi làm được và làm y như họ. Sau đó đi học đại học thì lại học về cái cây lúa ngắn ngày và chuyển qua làm lúa ngắn ngày. Đến khi mình lớn lên, cái ký ức nó sống lại. Ký ức sống lại thì mình mới
Thôi, ủa tại sao lại không có làm lại những cái môi trường giống hồi xưa đó, mình chạy ra đồng mình đi bắt cá hầm, bắt cá cạn, rồi đi đốt cá nướng rơm, rồi nói chung là còn những cái chuyện khác nữa, một cái kỷ niệm rất là đẹp. Nghĩ là làm, đến khoảng năm 2017, ông Tư Việt bắt tay vào việc phục dựng lại cây lúa mùa. Để có giống lúa mùa, ông phải lên các viện, trường đại học để xin nguồn gen lúa mùa về trồng nhân giống như Thần Nông 5, Thần Nông 8, Tàu Hương, Châu Hồng Võ, Sa Quay, Một Bụi, Móng Chim Rơi và Nàng Thơm Cồn Vĩnh Quế. Nguồn gốc của Nàng Thơm Chợ Đào. Dần dà, ông đã sưu tập hơn 40 loại giống lúa mùa độc đáo và được gieo trồng trên chính mảnh đất quê hương của mình. Rất là nhiều khó khăn. Ngay từ cả từ cái khâu mà sưu tập các cái nông cụ là khó khăn rồi. Vì hầu hết các nông cụ là bằng gỗ. Do đó nó bị hư, một có cái tìm được, có cái không tìm được, phải phục chế lại. Cái khó khăn thứ hai mà cũng rất là lớn đó là các giống lúa. Hầu như là không còn ai làm, rất là không khó kiếm được. Do đó là tôi nghĩ rằng cái cách là đi lên các cái viện, các cái trường xin lên cái nguồn sen để mình phục hồi. Một cái khó khăn thứ ba nữa đó là chỉ có một mình làm lại cái mùa lúa này thôi. Do đó các cái loại mà dịch hại, đặc biệt là chim với chuột, nó rất là mê. Chú Tư ăn lúa sạch, con cũng biết ăn lúa sạch vậy. Tất cả là gom lại đây, coi như là bu lại đây ăn, là nó có những vụ mà thiệt hại gần như là 100%, rất là nặng này. Đó là cái thứ ba. Ông còn nghiên cứu làm ra mô hình kết hợp nuôi cá, vịt và bèo làm phân hữu cơ trên ruộng lúa, làm ra môi trường tự nhiên và không cần sử dụng phân thuốc hóa học. Nhưng cây lúa mùa vẫn đảm bảo đủ dinh dưỡng, sinh trưởng, phát triển tốt, năng suất đạt 12-15 dạ một công, 2-2,5 tấn một hecta. Chị rất là thích, tại vì nó tái hiện lại cái khung cảnh hồi xưa á, thì có thể là cho các bé trải nghiệm luôn, tại giờ các bé không có nhiều môi trường để chơi những cái hoạt động hồi xưa như mình á. Cho nên là chị vừa tham quan vừa cho các bé chơi luôn. Đông lắm mà khách lại nhiều đó là vui lắm đó. Anh Tư Việt vui lắm, bị đông lại nhiều đó. Vì ông thấy mấy cô đó vui vẻ lại vui lắm. Có nhiều trường đại học biết đến mình, đưa các em sinh viên xuống đây để tìm hiểu, để lắng nghe cái mình chia sẻ về cái văn hóa lúa mùa. Đó là cái điều mà mình thấy là coi như là được mãn nguyện rồi đó. Nhưng mà còn về cái văn hóa, cái gạo lúa mùa đó, thì thực ra đó là cũng mấy chục năm qua, người ta cũng quen dần với cái lúa cao sản, lúa ngắn ngày. Bởi vì trong cái lúa cao sản người ta cũng có một sự cải tiến. Từ các giống mới lai ban đầu của IRI thì đến nay người ta đã đưa những cái gen thơm, mùi mềm, mùi dẻo vô nữa. Cho nên cái chất lượng cái lúa ngắn ngày cũng rất là cao. Cao, đỉnh cao của nó là ST25 được thế giới công nhận là gạo ngon nhất thế giới. Do đó khi mình đưa về quay lại cái gạo lúa mùa đó, là cái khẩu vị đó có một... hầu hết là người ta không còn quen nữa, không còn nhớ cái hồi xưa nữa. Do đó là nói gì cái thị trường gạo là một cái vấn đề khó, một cái rất là muốn nút thắt đó, là khó gỡ. Nhưng mà điều đó là một, mình cũng không có mục tiêu là mình để làm bán gạo là chính. Do đó mình cũng cố gắng mình đi từng bước rồi làm sao để đảm bảo duy trì được cái nơi này là ok chứ không. Giờ thì cũng lớn tuổi rồi, chẳng làm giàu làm có để làm gì. Ăn không được bao nhiêu, mặc thì cũng đâu có cần, không quan trọng nữa. Sinh viên và khách du lịch đến tham quan, ông Tư Việt vui và rất hạnh phúc. Song ngoài phục dựng trồng lúa mùa, trong căn nhà được lợp bằng mái lá mát rượi, ông sử dụng một khoảng diện tích nhỏ để trưng bày các nông cụ làm nông xưa. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Quý vị hãy nhớ dành ít phút mỗi buổi trưa đón xem chương trình Góc Nhìn Trưa Nay vào 11:30 mỗi ngày trên hạ tầng Báo Tuổi Trẻ. Mọi đóng góp cũng như thông tin liên quan, quý vị có thể chia sẻ thông tin về địa chỉ email thoisutvoa.com.vn. Chương trình do truyền hình Báo Tuổi Trẻ thực hiện với sự đồng hành của Trang Phúc. Xin kính chào và hẹn gặp lại.